Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Bạn Có Biết của VNTV ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một lần nữa sự trở lại của anh Anthony Nguyễn từ văn phòng dân biểu liên bang Congressman Scott Peters. Chào Anthony. Chào chị. And hello VNTV. Again, my name is Anthony Nguyen and I'm from the office of Congressman Scott Peters. I'm here to give you an update on what's going on in Congress and what he's also doing in Congress and here in San Diego as well. Vâng, thưa quý vị, và lúc nào cũng vậy, anh khi mà anh Anthony đến với VNTV thì anh lúc nào cũng update, tức là đưa cho chúng ta những cái tin tức mà văn phòng dân biểu liên bang Congressman Scott Peters đã đang thực hiện cho chúng ta. Và thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày của mùa lễ Veteran Day, tức là ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ năm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2017, là ngày vinh danh những người chiến sĩ Hoa Kỳ, những người cựu quân nhân Hoa Kỳ, phải không anh? Dạ đúng. Và trong năm nay thì có gì đặc biệt? Dạ, thì so Veterans Day is on the 11th, so this Saturday, it's every November, and it's a day where we honor and give thanks to our veterans who serve and sacrifice their life for our freedom. So it's a way of us showing our appreciation for their time, their service, and their sacrifice. And then to remind you all that because of that, on Friday, a lot of the government offices will be closed. So that includes the post office and schools and libraries will be closed. So just put that on your calendar as well. Vâng, thưa quý vị, anh Anthony vừa mới thưa với quý vị, ngày Veteran Day là ngày để chúng ta vinh danh và biết ơn những người cựu quân nhân Hoa Kỳ, những người đã hy sinh cái mạng sống cũng như là cuộc đời binh nghiệp của họ trong suốt quãng đời quân ngũ. Và cái ngày Veteran Day là vào ngày 11 tháng 11 cho đến cái ngày thứ 6 trước đó, thì rất là nhiều cơ quan chính phủ cũng như là bưu điện, phải không anh, trường học cũng được đóng cửa để nghỉ ngày hôm đó, thư viện cũng đóng cửa ngày hôm đó nữa. Thưa quý vị, và thưa quý vị, năm nay thì không biết tại San Diego của chúng ta ngày Veteran Day có cái gì đặc biệt không anh? So our office will do something special to sort of commemorate Veterans Day, and that is our partnership with the United States of America Vietnam War Commemoration. This is a partnership that our office is doing. The program essentially honor veterans who served during Vietnam War, and that's what the definition for that is: November the 1st of 1955 to May 15th of 1975. If any of you follow history, you would know that when our veterans returned from the Vietnam War, they were not received with the same warm reception as other veterans, and that's due to the different perception of the Vietnam War. Maybe a lot of people had different opinions about it. Should we have gone in? Should we have not? So the veterans coming back didn't really have the sort of honor and recognition that they deserve. So this program is basically us reaching out to the community to look for those veterans and then honor them for their service through a congressional pen that we give to the veteran. If the veteran isn't alive, then we can give it to their surviving widow or surviving spouse or their family members. Vâng, thưa quý vị, anh Anthony cho biết là năm nay thì văn phòng của dân biểu liên bang Congressman Scott Peters đã phối hợp với cơ quan tưởng niệm chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức một cái chương trình vinh danh và biết ơn những người cựu chiến binh đặc biệt đã tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Đó là những người cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến trong chiến tranh Việt Nam từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 1975 để vinh danh và những cái hy sinh của họ trong cái cuộc chiến Việt Nam đó. Thì anh Anthony cũng cho biết là những người cựu chiến binh Hoa Kỳ mà tham gia chiến tranh Việt Nam, khi mà họ trở về Hoa Kỳ thì họ đã không được đối xử cũng như là không có được welcome giống như những người cựu chiến binh của những cuộc chiến tranh khác. Vì thưa quý vị, trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam thì người dân tại Hoa Kỳ họ đã có những cái suy nghĩ khác, và phần đông là họ không đồng ý khi mà người Mỹ tham chiến vào chiến tranh Việt Nam. Do đó khi mà người cựu quân nhân trở về thì đôi khi họ bị thờ ơ, họ không có được biết ơn, phải không anh? Vì cái lý do đó, ngày Veteran Day năm nay thì sẽ có một cái buổi vinh danh cho những người cựu quân nhân trong cuộc chiến Việt Nam, thưa quý vị. Và một lần nữa, như thế nào là cựu quân nhân trong chiến tranh Việt Nam, tức là những người quân nhân tham chiến tại chiến tranh Việt Nam từ 1 tháng 11 năm 1955 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 1975. Và trong cái ngày hôm đó thì cái chương trình nó sẽ như thế nào?
Thì cái ngày thứ sáu đó thì chỉ làm một cái press conference để nói về cái chương trình này thôi. Và tiếp theo đó thì sẽ nhờ cộng đồng giúp cho văn phòng kiếm những người nào mà veteran mà đi lính trong cái ngày cái Việt Nam War đó. So just a reminder, so we're doing a press conference on Friday to talk more about the partnership, but it's an ongoing project and we're relying on the community. If you know any veterans that served during the Vietnam War, to let us know so that we can reach out and then do a ceremony for them. So it really depends. Say we find 10 people a month, we may do something for that month, or if there's 100 people that we found, then we'll spread it out throughout the year to hold events for them and their family. So that's essentially the idea of the project. Vâng, thưa quý vị, cái idea là của cái chương trình vinh danh này là chúng ta sẽ tìm kiếm những người cựu quân nhân đã tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam, và chúng ta sẽ có những cái chương trình để mà vinh danh họ, giống như anh Anthony đã thưa với quý vị, trong suốt cái thời gian mà cuộc chiến Việt Nam đó thì người dân Hoa Kỳ họ không có đồng ý trong cuộc chiến tranh đó, cho nên khi những cái người quân nhân đó trở về thì họ không có được đón tiếp nồng hậu. Tuy nhiên anh nói rằng cho dù cái cảm nghĩ của quý vị về cuộc chiến Việt Nam như thế nào đi chăng nữa thì những người chiến binh lúc nào cũng nên được trân trọng, phải không anh? Và nên được vinh danh vì những cái hy sinh của họ, tại vì họ tham gia cuộc chiến đó là vì họ thực hiện cái nghĩa vụ của họ thôi, chứ họ đâu có lỗi gì trong cái chiến tranh đó, phải không anh? Dạ vâng. Và chương trình thì mình tổ chức ở đâu anh? So just a reminder, again, this is for U.S. veterans only, and for their family if they happen to pass away. And what we're asking again is communities to let us know. So if you know anyone, give our office a call. It's 858-455-5550. Or you can go on to our website at scottpeters.house.gov, where there should be a link for you to submit names of those that are veterans so that we can reach out and put them on our list. And again, it's an ongoing project, so depending on how many people we hear back from, that will let us know how many events we need to do and when and where. And once we get that information, we will post that on our website. Vâng, thưa quý vị, tùy theo cái số lượng những người cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tổ chức những cái chương trình để vinh danh những người cựu quân nhân này tùy theo cái số lượng. Và một lần nữa, nếu mà quý vị có biết ai từng là cựu quân nhân, là quân nhân Hoa Kỳ nha quý vị, chứ không phải là Việt Nam, quân nhân Hoa Kỳ tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng một lần nữa, văn phòng của dân biểu liên bang Scott Peters qua số điện thoại là 858-455-5550. Cảm ơn anh Anthony. Cảm ơn chị. Và chúc cho quý vị cũng như Anthony có một cuối tuần của ngày lễ Veteran Day, ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ, thật là đầm ấm. Cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt. Thank you everyone.